mến chào quý vị các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có về chủ vườn của bé Xuân ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mời quý vị các bạn giao lưu với bé Xuân ha. Rồi chào bé Xuân, bé Xuân ơi. Dạ em xin chào anh và em xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay anh có đến vườn em, là em là Mai Xuân Lê nha. Ấp An Thạnh, em ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0356 731 116. Dạ, xin giới thiệu đầu clip hôm nay thì em giới thiệu quý cô chú anh chị, đây là một cây linh sam nha, dáng bán đổ ạ. Cây đang lên hoa rất là nhiều luôn, cây già cây thường chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, đang bông rất là nhiều. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 33 ạ. 33 hoành. Chiều cao là 33 luôn. Bán đổ xuống là 58. Tán ngang là 50. Thì cây này em xin báo giá với quý cô chú anh chị, đây là 3 triệu 3 bao ship ạ. Rồi 3 triệu 300 ngàn đồng. Dạ 3 triệu 3 bao ship cây này ạ. Rồi đỡ cây em. Dạ tiếp theo. Rồi tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây linh sam siêu hoa phối tượng nha. Cây thì đang lên chân bông ạ. Đây đang lên chân bông ha, chuẩn bị lên bông ạ. Thì em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành cây này là 17, chiều cao của nó là 38 và tán ngang là 52. Cây này em xin báo giá là 1 triệu 3 bao ship ạ. Cây số 2 300 ngàn đồng. 1 triệu 3 bao ship. Bao ship tổng quát, ship dạ. Luôn chậu em. Dạ ship luôn cả chậu và tượng luôn ạ. Rồi tiếp theo đến cây số 3. Rồi tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây mai chiếu thủy lá trung nha. Cây phơm tàn, cho phơm tàn già rồi, cây cũng già nữa. Cây đang lên lọc non nha quý cô chú anh chị. Em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành cây này là 16. 16 hoành. Cao là 28. Tán ngang của nó là 40. Cây mã số 3 này em xin báo giá là 2 triệu bao ship ạ. Rồi 2 triệu đồng. 2 triệu bao ship cây này. Mã số 3. Dạ. Rồi đổi cây em ạ. Rồi tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây kim quýt nha. Cây có phơm tàn già, chi cành già luôn. Cây này dễ cho trái lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành cây này là 15 ạ. Chiều cao của nó là 37 và tán ngang cây này là 54. Cây mã số 4 em xin báo giá là 2 triệu 2 bao ship ạ. Rồi 2 triệu 200 ngàn đồng. Dạ cây kim quýt này giá 2 triệu 2 bao ship mã số 4. Rồi, tiếp theo đến mã số 5. Mã số 5 là một cây. Mã số 5 thì em xin giới thiệu quý cô chú anh chị, đây là một cây cần thân nha. Quái già. Nó y như cây kèn vậy đó. Cây già nổi rong luôn. Đây em quay một vòng nha. Rồi. Em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành cũ cây này là 30 ạ. Chiều cao của nó là 37 và tán ngang của nó là 56. Cây này em xin báo giá là 900 ngàn bao ship ạ. 900k bao ship. Dạ, mã số 5. Rồi, đỡ cây em ơi. Dạ, đến. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây me nha, me ngọt, me thái ạ. Cây đang lên đọt đỏ đầy cây luôn. Thì giống me ngọt này cây rất là già và quái ạ. Phơm tàn thì đẹp. Cho trái nó ăn rất
là ngọt nha quý cô chú anh chị. Hoành cây này là 26, chiều cao của nó là 48 và tán ngang của nó là 69. Cây này em xin báo giá là 3 triệu bao xếp ạ. Rồi, 3 triệu đồng. Mã số 6, 3 triệu bao xếp. Rồi, đổi cây ha. Dạ, nhớ quay này nha. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo em xin giới thiệu quý cô chú anh chị cây số 7 là một cây sam núi trái nha. Dạ, nó đang lên chân trái luôn ạ. Đây, nó đang lên nụ trái nha. Đây, quý cô chú anh chị xem giùm em ha. Rồi, cây này em xin giới thiệu là cây dáng thác đổ nha. Thác đổ, phơm tàn ôm chậu luôn. Cây đang lú nụ trái rất là nhiều nha. Hoành cây này là 11 ạ. Tàn đổ của nó là 60 và tán ngang của nó là 25. Cây mã số 7 này em xin báo giá là 1 triệu 8 bao xếp ạ. 1.800.000 đồng. 1 triệu 8 bao xếp. Dạ, mã số 7. Rồi tiếp theo đến mã số 8. Rồi tiếp theo là mã số 8. Mã số 8, em xin giới thiệu quý cô chú anh chị, đây là một cây linh sam sông Hinh mà đế đẹp nha, cây tàn thiên nhiên. Cây đế vỏ cọng là rất là đều luôn, không có sót cái chỗ nào hết trơn á. Hàng mini để bàn. Mã số 8. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này nha. Hoành cây này là 14 ạ. Chiều cao của nó là 21. Tán ngang là 34. Cây này em xin báo giá là 2 triệu 2 bao ship ạ. Rồi, 2 triệu 200 ngàn đồng. 2 triệu 2 bao ship, mã số 8. Cây sam đế đẹp. Dạ. Rồi, đổi cây nha. Dạ, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là một cây ổi. Mã số 9 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em. Đây là một cây ổi tàu nha. Ổi tàu. Co lắc, thân co lắc hai thân ạ. Bộ đế rất là đẹp luôn. Bộ đế đều. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 24 ạ. Chiều cao là 58. Tán ngang của nó là 59. Cây này em xin báo giá là 2 triệu ạ. 2 triệu đồng. 2 triệu bao ship. Mã số 9. Mã số 9 giá 2 triệu bao ship. Rồi, đổi cây em ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là cây một cây vú sữa nha. Hàng quái cũ. Cây lùng. Hàng này dành cho quý cô chú anh chị về mình nuôi, mình tự tay mình uống sữa và mình chơi tiếp. Cây đã sống sẵn rồi. Quý cô chú anh chị không có lo là cây về nó bị ảnh hưởng gì hay là chết nữa. Thì em xin phép em đo hoành cây số 10 nha. Hoành cũ nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là 56 ạ. Chiều cao của nó là 39. Tán ngang của nó là 60. Hoành thân của nó là 26. 26 hoành thân. Cây này em xin báo giá là 2 triệu bao ship ạ. Rồi, 2 triệu đồng. 2 triệu bao ship. Cũ quá đẹp luôn. Rồi, đổi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em xin giới thiệu với quý anh cô chú anh chị, đây là một cây nguyệt quế nha. Nguyệt quế dáng đổ. Mã số 11 ha. Dạ, nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Cây phơm tàn rất là già luôn, vừa cho hoa vừa cho trái luôn. Cái đường thân cũng già nữa. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này. Hoành của nó là 28 ạ. 28 hoành. Chiều cao là 46. Và tán ngang là 70. Cây này em xin báo giá là 2 triệu 2 bao ship ạ. 2 triệu 200 ngàn đồng. Dạ. Cây mã số 11 giá 2 triệu 2 bao ship. Rồi, đổi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây sam núi trái nha. Cây dáng phong cao cành rớt ạ. Cây chuẩn bị ra trái nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin phép em đo hoành thân nữa.
Hoành cũ của nó là 30 ạ. Hoành thân của nó là 9 ạ. Chiều cao lên là 40. Và tán ngang của nó là 48. Cây mã số 12 này em xin báo giá là 1 triệu 8 bao ship ạ. 1 triệu 800 ngàn đồng, mã số 12. 1 triệu 8 bao ship, mã số 12. Rồi, mình đổi cây em. Rồi, tiếp theo đến mã số 13. Rồi, mã số 13. Mã số 13 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây hồng ngọc mai nha. Đang lên bông đầy cây luôn, lên bông chuẩn bị lên trái ạ. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 21 ạ. Cây lùng. Cao là 25. Tán ngang của nó là 30. Cây mã số 13 này em xin báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, mã số 13 1 triệu 500 ngàn đồng. Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi, đổi cây em ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 14. Đây, mã số 14 thì đây là một cây linh sam ha. Linh sam song hình, cây tàn đa. Đang lên hoa đầy cây luôn. Cái loại này nó già nên nó xuyên bông lắm nha quý cô chú anh chị. Sai bông nữa, bông thì nó đặc hơn. Hoành cây này nó là 40 ạ. 40 hoành. Hoành cũ á. Còn chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 75 ạ. Cây này em xin báo giá là 3 triệu rưỡi bao ship ạ. Mã số 14. Mã số 14 giá 3 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, đổi cây em ơi. Dạ, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây hồng ngọc mai nha. Hồng ngọc mai. Cây đang lên hoa đầy cây luôn. Bộ đế nơm rất là đẹp. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 43 ạ. Chiều cao là 30. Và tán ngang của nó là 37. Mã số 15 này em xin báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, 15 là 1 triệu 500 ngàn đồng. 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi, đổi cây em ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây khế gân nha. Khế gân. Khế gân cốt cành, đùi cành nó cũng to rồi. Cây sữa chuẩn bị ra lọc non nha. Rồi, bộ đế nó cũng rất là đẹp nha. Hoành cũ nó cũng bự nữa. Đó. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Cây rất là già luôn. Hoành cũ của nó là 57 ạ. Hoành thân của nó là 35. Chiều cao lên là 76. Và tán ngang của nó là 73. Cây mã số 16 này em xin báo giá là 3 triệu 8 bao ship ạ. Rồi, 3 triệu 800 ngàn đồng. 3 triệu 800 ngàn đồng bao ship. Cây này thì chỉ cần lên tàn cái là ra trái liền ạ. Mình ship luôn chậu luôn ha. Dạ, đúng rồi, em ship cả chậu ạ. Rồi, đổi cây em ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Đường thân nó cũng bay ra đẹp. Đây, hoa trắng đây. Đang lên hoa. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành cây này là 35. Cao lên là 37. Và tán ngang của nó là 78. Cây mã số 17 này em xin báo giá là 3 triệu 3 bao ship ạ. 3 triệu 300 ngàn đồng. 3 triệu 3 bao ship cho cây bông trắng phớt hồng này ạ. Linh sam hoa trắng phớt hồng. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 em xin giới thiệu với cô chú anh chị, đây là một cây linh sam siêu hoa nha. Phối tượng ạ. Cây có ông chú Tiểu hỏi sáo rất là dễ thương luôn. Cành rớt. Tiểu ngồi dưới gốc cây. Dạ.
thổi sáo. Dạ. Quanh cái này là 15 ạ. Chiều cao là 39. Tán ngang là 45. Dạ, mã số 18 này em xin báo giá là 1 triệu tư bao ship ạ. Rồi, 1 triệu 400 ngàn đồng. 1 triệu tư bao ship, dạ. Rồi, gỡ cây em anh. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 19. Mã số 19, em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây kim quýt nha. Kim quýt già, phơm tàn, đẹp. Đây, bộ đế cũng đẹp luôn. Góc quái, cây liền lạc nha. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành cây này là 14 ạ. Chiều cao của nó là 37. Tán ngang là 49. Mã số 19 này em xin báo giá là 2 triệu 2 bao ship ạ. 2 triệu 2 bao ship cho cây kim quýt này ạ. Rồi. Rồi, đến mã số 20 ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây mai chiếu thủy lá trung nha. Mai chiếu thủy lá trung. Bộ đế đẹp luôn. Cái này em lắp đế chút xíu tại cát á. Cây lùng phơm tàn đẹp ạ. Mã số 20. Rồi, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành cây này là 17. Chiều cao của nó là 24. Tán ngang của nó là 38. Mã số 20 này em xin báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, 1 triệu 500 ngàn đồng. Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship, mã số 20. Rồi, rồi. Okay, tiếp theo mã số 21. Rồi, tiếp theo là mã 21. Mã số 21 em xin giới thiệu quý cô chú anh chị, đây là một cây mai chiếu thủy kim giòn nha. Kim giòn lùng trực lắc ạ. Cây già, phơm tàn mịn. Rồi, em đo hoành cây này. Hoành cây này là 16 ạ. Cao là 18. Tán ngang là 24. Hàng này là mini để bàn nha quý cô chú anh chị. Mã số 21 này em xin báo giá là 1 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, 1 triệu 500 ngàn đồng. Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship. Này là kim giòn nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo đến mã số 22 ạ. Rồi, tiếp theo là mã 22. Mã 22 em xin giới thiệu, đây là một cây linh sam siêu hoa nha. Co lắc đang lên chậu luôn. Cây là thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Co lắc đẹp lắm. Bộ đế cũng đẹp. Dạ. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành cây này là 19. Chiều cao của nó là 37. Và tán ngang của nó là 40. Thì cây mã số 22 này em xin báo giá là 1 triệu mốt bao ship ạ. Rồi, mã 22 1 triệu 100 ngàn đồng. 1 triệu 100 ngàn đồng bao ship. Rồi, tiếp theo đến mã 23. Tiếp theo là mã 23. Mã số 23 em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là một cây mai chiếu thủy lá trung nha. Cây có bộ đế đều hết luôn, cốt cành to. Dáng cổ thụ. Dạ, ở đây nó có một cái phiết ngay đây nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà hầu như là coi như nó già lại rồi, nó sam lại rồi. Còn hầu như là không còn nữa, không còn chỗ nào nữa hết. Ở đây cũng có một cái lỗ nhỏ đây nè. Đó, thẹo ở đây á. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 36 ạ. 36 hoành. Cây bự. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang của nó là 46. Cây này em xin báo giá là 5 triệu rưỡi bao ship ạ. Rồi, 5 triệu 500 ngàn đồng. Dạ, 5 triệu rưỡi bao ship. Bây giờ có tiết cảnh là rất là hay ha. Đế tròn đều rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Ok em ơi. Dạ. Ok. Rồi, tiếp theo là mã 24. Dạ, tiếp theo em xin giới thiệu quý vị là một cây khế gân nha. Khế gân đang lên hoa luôn ạ. À, cái này là do tại vì tụi em lặt lá để cho để sửa chi cành đó nha quý vị, chứ không phải là cây bị gì đâu nha. Là nó đang lên bung đọt, chuẩn bị bung đọt lên cây rất là nhiều luôn. Mã số 24 này em xin phép em đo kích thước nha. Khế gân thì cây rất là già, đùi cành cũng to. Rồi, hoành cây này là 45. 45 hoành. Nè, 45 nè ha. À. Cây bự lắm.
chiều cao của nó là 74 ạ. Tán ngang của nó là 68. Mã số 24 khế gân này là giá của nó là 3 triệu 8 ạ. Rồi, 3 triệu 800 ngàn đồng. Dạ, 3 triệu 8 em bao ship luôn nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo là mã số 26 ha. 25 ạ. 25. Mã số 25 là cũng là clip cuối cùng của cây này luôn. Thì mọi người muốn mua cây liên hệ với em qua số 0356731116 nha. Địa chỉ là em ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ, tiếp theo mã số 25 là một cây linh sam nha. Linh sam hoa tím, cây già, bông đầy cây luôn. Dáng này là dáng bay ạ. Bay. Dạ. Song thân luôn. Song thân nhá, bay ra. Rồi, em xin phép em đo kích thước nha. Hoành cây này là 28 ạ. Chiều cao của nó là 36. Và tán ngang của nó là 70. Thì mã số 25 này em xin báo giá là 3 triệu rưỡi bao ship ạ. Giá 3 triệu rưỡi bao ship. 3 triệu 500 ngàn đồng. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ video, những video của em trong thời gian qua nha. Và em cũng mong là quý cô chú anh chị sẽ thương em và ủng hộ em nhiều video tiếp theo nữa. Rồi. Em cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều dữ lắm. Chắc chắn dạ. Rồi. Dạ. Rồi, chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Dạ. Quý vị các bạn đã theo dõi đến cuối video.